Thưa quý khán giả và bà con, trên các trà lúa từ đẻ nhánh tích cực đến đồng, tình hình dịch hại đang diễn biến khá phức tạp. Rầy nâu đang nở với mật số khá cao từ 2.000 cho đến 7.000 con một mét vuông. Cộng với thời tiết, sáng sớm có sương mù nhưng buổi trưa nắng nóng nên bệnh đậu ôm lá và sâu cuốn lá có chiều hướng phát triển mạnh. Còn ở những ruộng lúa gieo xạ sớm, lúa đang giai đoạn sắp thu hoạch thì đậu ôm cổ bông và lem đép hạt xuất hiện khá nhiều. Những tư vấn của các kỹ sư trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm để quản lý các đối tượng này và chăm sóc cây lúa thật tốt. Và cuối chương trình, chúng tôi có tiết mục đố vui với nhiều phần quà hấp dẫn. Bà con và quý khán giả theo dõi và tham gia nhắn tin trả lời qua số điện thoại 0929 141 000. Sâu cuốn lá là một đối tượng gây hại trên lúa rất quan trọng. Hiện nay, những diện tích giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng, sâu cuốn lá đã xuất hiện nhiều. Với đối tượng này, tùy theo áp lực sâu và giai đoạn cây lúa mà mức độ gây hại khác nhau, có khi thiệt hại lên đến 30% năng suất. Do đó, bà con nông dân cần theo dõi đồng ruộng và có biện pháp quản lý hiệu quả. Thì MAS đây là một cái sản phẩm mà nó có một cái cơ chế tác động rất là khác biệt so với lại các cái sản phẩm trên thị trường hiện nay. Đó là cái cơ chế ngăn cản cái quá trình lột xác. Như chúng ta cũng biết là cái con sâu trong quá trình sinh trưởng phát triển thì nó có trải qua 5 lần lột xác để nó lớn lên. Thì khi mà bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm MAS thì con sâu nó khi nhiễm thuốc thì nó không có hình thành cái lớp vỏ để nó lột xác được. Thì sau đó thì nó sẽ bị chết đi. Thì đây là một cái cơ chế hết sức là đặc biệt dùng giúp cho bà con có thể luân phiên với những cái sản phẩm trừ sâu khác trên thị trường, kể cả các sản phẩm Vitaco hiện nay mà bà con cũng đang tin dùng. Thì đây là cái giải pháp mà luân phiên để nhằm giúp con sâu nó giúp cho bà con chúng ta ngăn cản cái quá trình hình thành tính kháng ở sâu hại và một cái giải pháp luân phiên rất là tốt. Thì ngoài ra cái MAS nó còn có một cái ưu điểm rất là nổi trội nữa, đó là cái khả năng không ảnh hưởng một cách đáng kể tới cái quần thể thiên địch trên đồng ruộng. Thì trong khi mà mật số của sâu cuốn lá lên cao, bà con sử dụng MAS thì nó có khả năng nó diệt tốt sâu cuốn lá nhưng mà lại không ảnh hưởng đáng kể tới cái quần thể các cái sinh vật có ích. Thì đây cũng là một cái lợi thế mà giúp cho bà con có thể sử dụng MAS, quản lý được sâu mà ổn định được cái quần thể thiên địch nữa. Ngoài ra thì ở MAS nó có một cái ưu điểm mà bà con cũng rất là thích, đó là cái hiệu lực kéo dài và cái khả năng nó thấm sâu vào bên trong mô cây, hạn chế được cái sự quang phân cũng như rửa trôi, giúp cho thuốc có thể phát huy hiệu quả kéo dài và ngăn ngừa cả một cái lứa sâu. Thưa quý khán giả, nhằm giúp cho nông dân kiểm soát tốt các đối tượng dịch hại đang xuất hiện trên lúa đông xuân, mới đây tập đoàn Lộc Trời phối hợp với công ty Syngenta Việt Nam tổ chức sự kiện MAS một phát sạch sâu diễn ra tại thị xã Long Mỹ với hơn 300 nông dân đến từ 3 tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng tham dự. Tại đây, nông dân được các kỹ sư phân tích cũng như hướng dẫn cách phát hiện sâu bệnh gây hại trên lúa nhanh và chính xác nhất. Ngoài ra, nông dân còn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay từ nông dân các tỉnh lân cận. Đồng thời, những thắc mắc của nông dân được các kỹ sư giải đáp tận tình thông qua thực tế từ đồng ruộng. Tôi xin hỏi quý diễn giả là lúa của tôi và bà con lân cận thì 40 ngày tuổi, mà mũi gốc thì thấy gầy trắng và trên ngọn thì cũng có sâu cuốn lá chớp lại gai và có sâu đục thân. Thì tôi xin hỏi quý công ở đây công ty có thuốc gì chỉ một lần mà đạt hiệu quả 3 đối tượng? Đối với câu hỏi của anh Phẩm thì có liên quan tới cái việc mà cây lúa chúng ta ở giai đoạn làm đồng, khi mà anh quan sát thấy cái rầy xuất hiện rất là nhiều và khi vỗ thì nó rớt trắng gốc ở dưới mặt nước và kèm theo là nó có xuất hiện cái sâu cuốn lá rải rác cũng như là sâu đục thân, thì đây là cái thời điểm mà rất là quan trọng, bà con chúng ta hay gọi là cái giai đoạn cực trọng của cây lúa. Ba cái đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu xuất hiện thì cái khả năng nó gây hại cho ruộng lúa chúng ta rất là nghiêm trọng. Hiện nay thì công ty Syngenta vừa đưa ra cái sản phẩm đó là cái Minetto Star. Thì đây là cái sản phẩm có khả năng cùng lúc quản lý rất là hiệu quả ba cái đối tượng sâu cuốn lá, sâu đục thân và cả rầy nâu. Thì tôi đề nghị anh có thể sử dụng ngay cái sản phẩm Minetto Star để quản lý ba đối tượng cùng một lúc. Và đối với sản phẩm Minetto Star thì cái liều dùng thì chúng ta cứ sử dụng là 30g cho 1000m2.
Và bà con chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta pha thì bà con lưu ý chúng ta sử dụng cái lượng nước nó phải khá nhiều để bảo đảm cái thuốc có thể thấm ướt đều trên lá và chảy, nó có thể chảy xuống cả dưới phần gốc lúa để có thể quản lý tốt được cái rầy nâu. Thì giai đoạn làm đồng là giai đoạn cực trọng, có khả năng ảnh hưởng rất lớn năng suất của cây lúa của chúng ta về sau, cho nên cái việc quản lý nhanh chóng ba cái đối tượng này là điều hết sức là cần thiết ở vào cái giai đoạn này. Lúa tôi đã xạ 34 ngày tuổi rồi mà tôi thấy có bốm lai gai và sâu cuốn lá đang có hơi chớp chớp, tôi muốn hỏi diễn giả. Mình có muốn pha trộn với sản phẩm Atus Ba Tốt được hay không? Và nếu được thì xịt trong giai đoạn nào và thời điểm nào cho thích hợp? Xin mời diễn giả. Cái việc mà chúng ta quan sát trên đồng ruộng thấy có xuất hiện bướm rải rác hoặc là cái mật độ bướm nó tương đối cao thì tôi nghĩ đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Bởi vì là khi bướm xuất hiện trên đồng ruộng thì nó sẽ đẻ trứng và sau đó khoảng chừng 5 ngày thì sâu sẽ có một cái lứa sâu nó nở rộ. Thì tôi nghĩ cái việc mà chúng ta quản lý cái sâu bằng cái sản phẩm MASH ở thời kỳ sau khi thấy bướm rộ khoảng 4-5 ngày là tôi nghĩ là rất là hợp lý. Và đồng thời với cái câu hỏi của anh thì anh cũng quan sát thấy trên ruộng nó có xuất hiện một vài cái chốt lá bị xe lại đó. Thì tập tính của sâu cuốn lá khi nó mới vừa nở ra thì nó sẽ cuốn cái chót lá sinh sống ở bên trong đó. Thì như vậy thì nếu chúng ta quan sát thấy có xuất hiện cái sâu cuốn lá trên những cái chớp nhỏ đó thì đó là cái thời điểm mà chúng ta xử lý cái sản phẩm MASH hết sức là hợp lý. Về cái thắc mắc của anh là đối với cái cây lúa chúng ta khi ở vào cái giai đoạn làm đồng, có nghĩa là lúc mà cây lúa tượng đồng một ly, cùng lúc đó chúng ta quan sát thấy có sâu cuốn lá xuất hiện hoặc là thấy có bướm xuất hiện. Và đây cũng là thời kỳ mà chúng ta cần thiết phải sử dụng cái thuốc trừ sâu cộng với lại cái thuốc trừ bệnh. Thì thuốc trừ bệnh ở thời kỳ cây lúa làm đồng thì chúng tôi đề nghị bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Amistatop giống như là trong câu hỏi của anh có nêu. Thì Amistatop chúng ta có thể cộng với lại cái sản phẩm trừ sâu là cái MASH để mà chúng ta cùng lúc quản lý cả bốn cái đối tượng bệnh quan trọng, đó là đậu ôn, vàng lá, đốm vàng, lem lép hạt cùng với cái sâu cuốn lá. Thì tôi nghĩ là đây là một cái giải pháp toàn diện để chúng ta có thể bảo vệ cây lúa chúng ta đi vào cái giai đoạn làm đồng một cách thuận lợi. Vừa qua là tôi gieo xạ lúa, là cái giống lúa của tôi là 5451, hiện nay nó là 40 ngày, tôi cũng mới vừa bón phân đốm đồng hồi giờ sáng hôm qua đó. Bây giờ hiện nay á, là bây giờ tôi tính xịt cái phục xịt cái dùng cái Amistatop cộng với tổ tàn và cộng cái thêm cái Silimat, bởi vì vừa qua cái tình hình mình không có đem nước ra được đó, do cây lúa nó quá yếu, tính xịt Silimat cho cây lúa nó cứng lại. Vậy thì hỏi gì tôi làm như vậy có được, hỏi nhà khoa học thì có được không? Cái câu hỏi thứ hai là hiện nay cái thời tiết cũng hơi bất lợi, ban ngày thì nắng nóng, đêm thì lạnh. Vậy thì cái điều kiện mà bộc phát của cái bệnh mà trái bì lá khuẩn nó cũng hay thường xảy ra. Vậy thì các diễn giả là phân tích cho tôi hiểu, thế coi mình dùng cái biện pháp gì, thuốc gì để mình trừ được cái bệnh đó. Hiện nay ở ngoài đồng là không phải chỉ có bệnh đậu ôn, mà thưa bà con là bệnh do nấm thì ngoài bệnh đậu ôn còn có bệnh lem lép hạt, bệnh vàng lá chín sớm được. Và ngoài đồng nó là không phải là chỉ có bệnh tấu tơ vi khuẩn, mà nó còn có bệnh trái bì lá vi khuẩn, bệnh sọc trong vi khuẩn, bệnh lép vàng vi khuẩn. Như vậy thì bà con thấy là ngoài đồng là rất nhiều thứ bệnh. Và có đối với bệnh do nấm á, thì bà con mình á, trong giai đoạn đồng có thể sử dụng Amistatop. Bởi vì sản phẩm Amistatop có thể là kiểm soát bốn cái bệnh quan trọng nhất ở trong cái giai đoạn đồng trổ. Thành ngay bệnh do nấm ở trong giai đoạn này đó là mình xài Amistatop là được rồi. Và bên cạnh đó thì còn những bệnh do vi khuẩn nữa, thành ra mình kết hợp với Totan. Tôi cho rằng kết hợp với Amistatop với Totan ở giai đoạn đồng trổ là rất là chính xác, rất là phù hợp. Và hiện nay là tình trạng mà lúa trổ mà vẫn còn có mưa, thành ra bà con mình là giai đoạn đồng có sử dụng thêm cái sản phẩm Sinemax để giúp cây lúa cứng cây, thì chúng tôi cũng thấy rằng cái này cũng rất là phù hợp. Tuy nhiên muốn đảm bảo cái cây lúa mà hoàn toàn không đổ ngã đó thì bà con mình lưu ý mấy chuyện. Ngoài cái chuyện mà xài thêm cái sản phẩm Sinemax để giúp cây lúa nó cứng cây thì bà con mình là làm sao là phải
tránh cái trường hợp dư thừa đạm. Bởi sao? Bởi dư thừa đạm thì cái lúa nó mềm và cái lúa nó cao. Và muốn biết cái lúa có dư thừa đạm không á, thì bà con thấy đó là khi là bón phân nuôi đồng á, là phải kiểm soát làm sao á, chiều cao cây lúa mà chỉ 5 tấc thôi, chứ 6-7 tấc là dư đạm rồi. Cái điểm thứ ba nữa đó, mà muốn lúa mà hoàn toàn không đổ ngã thì cái nền đất nó phải dẻ chặt. Như vậy là từ khi mình xả lúa cho tới khi bón nông phân nuôi đồng đó, thời tệ lắm đó bà con, mình cũng phải xiết nước 2-3 lần. Xiết nước đến khi nào mà bước vô ruộng cái dũng mà bước hết lúc á, thì cái chuyện đổ ngã mới là không xảy ra. Kính thưa bà con, do cái điều kiện thời tiết hiện nay thì nó biến đổi rất là bất thường, đặc biệt là năm nay là cái hiện tượng La Nina nó xuất hiện, cho nên là bà con chúng ta thấy hiện nay gần tới Tết âm lịch mà vẫn còn mưa. Trước cái tình hình đó thì cái vấn đề mà bão ẩm độ cao, mưa nhiều và cái ruộng lúa của bà con thì đang tập trung ở cái giai đoạn cuối đẻ nhánh cho tới giai đoạn làm đồng. Thì đây là cái thời kỳ mà cây lúa sẽ rất là mẫn cảm với lại các đối tượng dịch hại như là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, và bao gồm luôn cả các cái bệnh hại quan trọng như là đậu ôn, như là đốm vằn, vàng lá, vân vân. Thì bà con chúng ta phải đặc biệt chú ý để mà chúng ta có thể can thiệp một cách kịp thời bằng những cái sản phẩm nông dược bên cạnh những cái giải pháp quản lý tổng hợp khác như là biện pháp canh tác, quản lý nước cũng như là chế độ phân bón một cách hợp lý để giúp cho thuốc có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Thưa bà con và quý khán giả, trước khi đến với câu hỏi kỳ này, Ngọc Như xin nhắc lại câu hỏi kỳ trước và đáp án đúng như sau. Câu hỏi: sản phẩm Silimac giúp lúa cứng cây, chắc hạt nhờ sự kết hợp hoàn hảo của ba thành phần chính nào sau đây? A. Canxi, kali, silic. B. Canxi, bo, magie. C. Kali, đồng, silic. Và đáp án đúng là đáp án A. Xin chúc mừng ba khán giả sau đây đã có câu trả lời đúng và sớm nhất. Chúc mừng khán giả Nguyễn Minh Long, khu vực 4, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Khán giả Nguyễn Đông Phương, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Và chúc mừng khán giả Cao Thành Úc, ấp Lò Ngò, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ban tổ chức sẽ liên hệ để gửi quà đến các khán giả. Còn bây giờ là câu hỏi kỳ này. Sản phẩm sinh học mát 505EC đặc trị sâu cuốn lá lúa có những ưu điểm nào sau đây? A. Diệt cả trứng và sâu non. B. Làm sâu không lột xác. C. Ít ảnh hưởng đến thiên địch. D. Giá cả hợp lý. E. Tất cả các ý trên. Quý khán giả hãy chọn một đáp án đúng nhất gửi về ban tổ chức chương trình theo cú pháp HGTV khoảng cách đáp án và gửi tin nhắn về số điện thoại 0929 141 000. Sẽ có 3 phần quà, mỗi phần là một chai Silimac. Kết quả sẽ được công bố vào chương trình kế tiếp. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng đã hết. Cảm ơn tập đoàn Lộc Trời đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.